Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Hình ảnh mới nhất của Hờ Hen Nhỉ Hệ với xì thai mị hoặc đang khiến nhiều người phải trầm trồ vì quá xinh. Được mệnh danh là nàng hậu chịu khó biến hóa hình tượng nhất, mỗi lần Hờ Hen Nhỉ Hệ xuất hiện với xì thai mới đều khiến mọi người phải á khẩu vì quá đẹp, quá phù hợp. Mới đây, Hờ Hen Nhỉ Hệ đã chia sẻ hình ảnh mới nhất của mình. Vẫn là xì thai tóc dài nhưng lại bông xoa xương xương, nàng hậu tóc kém ngày nào thực sự khiến ai nấy đều suýt xoa rằng quá mị hoặc với hình ảnh mới. Theo đó, thay vì kiểu tóc giả mang màu sắc trẻ trung, Hờ Hen Nhỉ Hệ vẫn trung thành với màu tóc đen truyền thống. Mái tóc giả dài với kiểu để ngôi rẽ giữa giúp Hờ Hen Nhỉ Hệ trông đứng đắn và già dặn hơn, thế nhưng lại giúp Hờ Hen Nhỉ Hệ có một vẻ đẹp trưởng thành. Phong cách mạ kẻ út xương xương với phần nhấn là mắt khiến người đối diện chỉ cần nhìn vào thôi là cũng đủ thu hút rồi. Nếu ví Hờ Hen Nhỉ Hệ là hoa hậu của các hoa hậu thì cũng không phải là nói quá. Thời gian vừa qua, khán giả cũng đã quá quen với việc Hờ Hen Nhỉ Hệ đội tóc giả. Cô dần thay đổi bản thân với nhiều màu sắc khác nhau thay vì mái tóc kém quen thuộc như ngày trước. Không ít khán giả đã phản ứng lại rằng cô nên hạn chế sử dụng tóc dài giả khi xuất hiện tại sự kiện. Hờ Hen Nhỉ Hệ cũng đã chia sẻ, cô tự biết tóc kém là nét đặc sắc riêng của bản thân, song không muốn tham lam với nó. Chân dài sinh năm 1992 cho biết đây là thời điểm để cô thử sức với những hình ảnh khác nhau, thay vì duy trì sự dập khuôn một màu. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.